Trời, hôm nay mưa gió hoài quý anh chị, đang mưa luôn ha. Nhưng mà hôm nay em có cái siêu phẩm muốn gửi đến quý anh chị, mặc dù là đang có mưa ha. Thì siêu phẩm của mình, siêu phẩm em muốn gửi đến quý anh chị là một căn nhà vườn, có hồ cá koi này, có chòi cho mình nghỉ ngơi luôn ha, cho lục giác bên này, và có căn nhà cấp 4 mini bên này quý anh chị, để cho mình nghỉ dưỡng ha. Nằm ngay trung tâm của xã Đá Bạc, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đó, có cái sân khá rộng luôn quý chị. Mình là mặt tiền đường nhựa luôn nha. Tổng diện tích căn nhà vườn của mình là 1.252 m², đất của mình là phủ hồng toàn bộ, lên thổ cư thoải mái luôn quý chị. Đây là tổng quan hết căn nhà vườn của mình ha. Thì bây giờ em sẽ đi từ căn nhà bên này, tại vì đất của mình là chủ đã bao quanh hết lưới B40 rồi quý chị, nên là anh chị an tâm về ranh móc ha. Đây, phía bên này là có chủ đang thiết kế tiểu cảnh bên này quý anh chị, mình có thể về thiết kế thêm. Phía bên này là có cây cherry quý anh chị, có căn nhà. Thì căn nhà này gồm một phòng ngủ này, một toilet và phòng bếp phía sau luôn quý anh chị. Căn nhà nhỏ thôi ha, căn nhà này khoảng tầm là hơn 30 m² quý anh chị. Chủ khóa cửa, có toilet quý anh chị. Toilet ha. Còn đây phía ngoài này là mình có thể thiết kế bếp phía sau này quý anh chị. Nhà vườn này là thiết kế BBQ là cực kỳ rộng rãi thoải mái luôn quý anh chị. Mùa cá này có cá luôn quý anh chị nha. Thì căn nhà này lúc trước chủ có gửi em là 4 tỷ 2 quý anh chị, nhưng mà xả lỗ 1 tỷ 2 ha, còn chỉ 3 tỷ thôi. Cá quá quá trời cá luôn quý anh chị. Rất là rộng luôn quý anh chị, tại vì hơn 1.000 ha. Chủ đã bao quanh hết rồi. Cây này cây chùm ruột của quý anh chị đang cho trái luôn. Bao quanh hết lưới B40 rồi quý anh chị. Ở phía bên này có cái chòi lục giác bên này ha. Tại vì trời âm u lắm chứ, đang mưa ha, đang mưa lác rác 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 ha. Đây, hồ cá coi là bám quanh cái chòi lục giác luôn nha quý anh chị. Đây này, bám qua đây. Rất là đẹp luôn quý anh chị. Nằm ngay trung tâm của xã Đá Bạc, huyện Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu nha. Có cái cây bưởi quý anh chị. Nó quằn ra cái hồ cực kỳ đẹp ha. Còn phía bên này là cây vú sữa quý anh chị. Nó quằn ra ha. Rất là đẹp. Phong cảnh rất là hữu tình luôn quý anh chị. Mình là view suối luôn nhau quý anh chị. Đây, có cái cầu đi bộ đây quý anh chị. Căn nhà vườn này là không chê vào đâu được hết quý anh chị ha. Giá cả pháp lý, vị trí rất là ok luôn quý anh chị. Đây, phía bên hông mình là có suối luôn nha quý anh chị. Mình là mặt tiền đường nhựa. Đối diện mình đây là căn nhà vườn khá lớn luôn quý anh chị ha. Đây, mình là suối bám quanh đất luôn nha quý anh chị. Hôm nay mưa nha. Hôm nay mưa là suối hơi đục luôn quý anh chị. Suối này bám riềng 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 theo đất luôn ha. Đây là tổng quan hết cái căn nhà vườn của mình quý anh chị. Thì trên trên quy hoạch của mình là có con đường đây quý anh chị, bám theo đây ha. Nhưng mà con đường này là đường cục thôi nha quý anh chị, tại vì ở trong này coi chỉ có một cái căn nhà vườn trong này thôi, nhưng mà người ta đi hẻm xe máy nè. Tại vì trên quy hoạch của mình có con đường đây, mình thích thì mình trổ cửa đi đường này cũng được nha quý anh chị. Nhưng mà mình trổ cửa đi đường này thì lô đất mình nó, cái nhà vườn của mình nó đẹp hơn quý anh chị ha. Đối diện mình căn nhà vườn này thì hướng này là đi ra ngay tỉnh lộ 765 quý anh chị, cách tỉnh lộ 765 khoảng tầm là 1 km nha. Đây ra đây thì tỉnh lộ 765 đó mình rẽ trái khoảng tầm là 2 km là về ngay vòng xoay ngã 6 Đá Bạc, nhà thờ đó ha. Còn rẽ phải là đi về Long Tăng, đi về vòng xoay Đất Đỏ, đi về về biển Phước Hải quý anh chị. Cách biển Phước Hải đâu đó khoảng tầm là 15 phút đi xe nha. Còn hướng ngược lại đây là mình đi về quốc lộ 56 quý anh chị. Đi hướng này ha.
đây là đối diện cái căn nhà vườn của mình đây. Mặt tiền đường nhựa luôn. Một cái vị trí cực kỳ đẹp của anh chị. Nhà vườn của mình là điện nước đầy đủ rồi. Khu dân cư. Rồi, bây giờ em sẽ quay sổ và soi quy hoạch cho anh chị xem ha. Rất là rộng luôn quý anh chị. Cái trụ điện này mình có thể dời về ranh được thoải mái luôn nha quý anh chị, nên là anh chị an tâm nha. Căn nhà vườn của mình là sổ mới nha quý anh chị, sổ sẵn công chứng sang tên ngay. Địa chỉ là xã Đá Bạc, huyện Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu. Tổng diện tích là 1.251,9 m². Hình thức sử dụng riêng, mục đích sử dụng là cây hàng năm. Đất của mình là phủ hồng toàn bộ, lên thổ cư thoải mái nha quý anh chị. Và đây là cái thửa của mình nha quý anh chị. Mặt tiền là nhựa. Và bên này là bên có con đường bên hông này nữa ha. Còn phía bên này là suối quý anh chị. Để mà soi quy hoạch cho quý anh chị xem. Đây, thì nhà vườn của mình là phủ hồng toàn bộ nha quý anh chị. Mặt tiền đường nhựa này. Đây là có hẻm này nha quý anh chị. Hẻm này là đi vào cái nhà vườn bên này ha. Tại vì đường cục nha quý anh chị, nên là chủ nhà mở cửa mặt tiền đường nhựa này thôi. Đây, tổng diện tích của mình là 1.252 m². Có thể anh chị nào quan tâm căn nhà vườn này thì inbox em dắt xem nhà làm việc trực tiếp với chủ luôn ha. Ngay Đá Bạc. Rồi, cảm ơn quý anh chị đã xem hết video. Không quên cho em một like, một đăng ký kênh nha quý anh chị.